Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an và sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để theo dõi những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì quý cô bác, anh chị đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động cuộc đời tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, từ nay tới Tết 2024 âm lịch, được bề trên ban cho lộc lớn, ăn nên làm ra, trúng số liên tiếp, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, giàu có hơn người, xứng tầm đại gia, ăn Tết to nhất làng. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về tử vi từ nay tới Tết 2024 âm lịch. Và trong thời điểm này có những bí mật cực kỳ may mắn đến với tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Vậy nên quý vị còn chần chừ gì nữa mà không ăn mừng ngay từ bây giờ. Bởi các bạn chính là những ông vương, bà hoàng. Nếu xét về độ may mắn trong thời điểm từ nay đến cuối năm của các bạn sẽ cực kỳ hanh thông và thuận lợi, may mắn ngập trời, phú quý gõ cửa. Vì thế, các bạn có thể lựa chọn thời điểm này để bắt tay vào thực hiện những dự án hay là một công việc mới. Nhiều bạn sẽ được quý nhân tương trợ, giúp đỡ, nên sự nghiệp sẽ không ngừng phát triển, tài lộc dồi dào, tiền vào ào ào như nước. Không chỉ thế, con giáp này còn gặp vận nhân duyên, nên khả năng cao sẽ nhận được những lời mời làm ăn trong giai đoạn này, đặc biệt gia đạo thì an yên, vợ chồng thì hòa thuận, con cái thì ngoan ngoãn, thông minh và học giỏi. Sức khỏe cũng được cải thiện rất nhiều. Hãy cùng xem diễn biến phần trình tuổi Giáp Dần ngay sau đây quý vị nhé. Chúc mừng tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, may mắn tột đỉnh, trúng số đổi đời, tiền vàng nhét nứt két, đúng cuối năm 2023. Kính thưa quý vị, theo hệ tử vi, tuổi Dần là dấu hiệu thứ 3 trong tử vi phương Đông. Tuổi Dần là bản mệnh không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn, nghịch cảnh. Quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu. Tuổi Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Người tuổi Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, những người tuổi này có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Những việc người khác không làm được thì tuổi Dần lại giải quyết rất nhanh chóng. Lý do bởi họ không bao giờ sợ hãi, khuất phục trước công việc khó khăn nào. Họ coi trọng danh dự và chữ tín của mình, có trách nhiệm với công việc và với mọi người xung quanh. Vì vậy, tuổi Dần thường hay ra tay bảo vệ những con người yếu đuối, khổ cực. Tuổi Dần mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị quyền lực trong tay. Tuổi Dần là những con người thời hiện đại, nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa của truyền thống. Họ rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nhưng một khi danh dự, lòng tự trọng bị xúc phạm, thì tuổi Dần sẽ căm ghét, ôm lòng thù hận người đó. Họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Bởi vậy mà người này luôn cố gắng, phấn đấu, chăm chỉ làm việc. Nhờ vậy mà họ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có quyền có tiền trong thiên hạ, đứng trên vạn người. Tuổi Giáp Dần mệnh thủy thường có vẻ ngoài hiền hòa, nhưng nội tâm thì lại cứng rắn, cương nghị, dù không nói ra nhưng họ không thích bị người khác vượt qua hay nổi trội hơn mình. Chính vì vậy họ thường lặng lẽ làm tốt mọi việc, dùng kết quả để chứng minh cho năng lực của mình. Họ cũng là người sống khá nội tâm. Họ thường rất tin tưởng vào thực lực của mình. Dù gặp phải khó khăn thử thách nào, họ cũng có thể làm việc theo đúng kế hoạch đã định và không vì một cản trở nhỏ mà làm hỏng việc. Có thể nói, tuổi Giáp Dần mệnh thủy là người bình tĩnh và luôn tỉnh táo. Những người này luôn thích tìm tòi, khám phá và suy xét chính xác về mọi việc. Họ khá giỏi trong việc nắm bắt suy nghĩ cũng như xu thế sẽ thịnh hành trong tương lai. Trong công việc, Giáp Dần rất kiên nhẫn. Con giáp này không vì khó khăn mà nản chí, ngược lại, Giáp Dần luôn biến khó khăn thành động lực. Vấp ngã là để học hỏi và rèn luyện bản thân. Đa phần tuổi Giáp Dần có những khao khát lập nghiệp rất lớn. Bất luận là làm công việc gì, các bạn cũng đều dốc sức làm cho bằng được.
tận tâm, tận lực làm đến cùng, cho dù việc đó có khó khăn cỡ nào, thậm chí là phải đánh đổi bằng nhiều mồ hôi và nước mắt. Có thể trong những năm tháng đầu đời, Giáp Dần đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và đau khổ, gặp phải sự phiền não và mệt mỏi vượt quá sức chịu đựng của người khác. Nhưng bắt đầu từ trung vận, những chú hổ lại gặp được nhiều may mắn, tài vận cũng rất hanh thông, đúng là người có phúc, ắt có trời trợ giúp, càng về sau Giáp Dần càng được nhiều quý nhân sẵn sàng giúp đỡ. Lại cộng thêm trí tuệ và năng lực của bản thân, nên dù không sớm thì muộn bạn cũng gặt hái thành công, đứng trên đỉnh cao của sự vinh quang, giàu sang, sung sướng, tình tiền viên mãn. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, trong năm 2023. Theo lời tiên tri chuẩn xác của giới tử vi, Giáp Dần là một trong những con giáp đổi vận giàu sụ năm 2023. Tuổi Giáp Dần đang tiến những bước vô cùng vững chắc và đáng ngưỡng mộ trên hành trình chinh phục mục tiêu của mình trong năm Quý Mão. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi bước sang năm 2023, Giáp Dần đã thoát khỏi thái tuế xung chiếu, lại không gặp mối quan hệ xung khắc nào với địa chi của năm, nên bản mệnh có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm sau một năm đầy chật vật trước đó. Tử vi tuổi Giáp Dần năm 2023 cho biết, năm Quý Mão đánh dấu bước trở mình của con giáp này ở phương diện công danh sự nghiệp. Khi được khá nhiều các tinh hậu thuẫn, dù ở môi trường nào, tuổi Giáp Dần hoàn toàn có thể tìm được cách thích nghi nhanh chóng và phát huy bản lĩnh của mình. Còn ở phương diện tài lộc, dù trong năm không có tài tinh nhập mệnh, song tình hình tài chính của Giáp Dần không đến mức đáng ngại, chính sự nhanh nhạy sẽ giúp bản mệnh bội thu tài lộc trong năm nay. Bổng lộc đến với cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh, bạn sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một hướng mới. Dưới sự chăm bẫn của thần tài, những chú hổ tha hồ làm đâu thắng đấy, đặc biệt nửa cuối năm 2023, kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc, thu gọn về túi một khoản không nhỏ. Hơn nữa, nếu mua bất động sản trong năm nay, tiền trong túi của những người sinh năm Dần sẽ không ngừng tăng lên. Đây có thể nói là một năm tài chính dồi dào của con giáp này, không mất nhiều thời gian. Nếu được đà làm ăn, mà lại thêm phần cố gắng nỗ lực, dù gặp bất kể chuyện gì khó khăn, bản mệnh cũng sẽ chân chính trở thành người có tiền, phú quý quấn thân, dễ dàng vui sướng. Một điều tuyệt vời nữa là vận niên năm 2023 của tuổi Giáp Dần là thử ngộ điền hay chuột gặp đồng lúa rất tốt. Gặp vận niên này chính tiền bạc đều dư giả dồi dào, công thành danh toại, tình cảm tiến triển tốt đẹp, bạn giống như chuột sa chĩnh gạo, tha hồ mà ăn, ăn biết bao giờ cho hết, may mắn liên tiếp ùn ùn kéo đến, làm đâu chúng đó, sự nghiệp lên cao, tài lộc rực sáng, tiền tỷ cầm tay, đổi đời đại gia, và đặc biệt vào khoảng thời gian cuối năm 2023. Nếu bản mệnh có thể tận dụng được những cơ hội mà thời thế mang tới cho mình, thì Giáp Dần sẽ có khả năng làm giàu nhanh chóng. Giàu nhanh chóng mặt khiến ai ai cũng phải ngỡ ngàng bất ngờ. Đầu tiên, xét phương diện sự nghiệp, tuổi Giáp Dần từ nay tới Tết 2024 âm lịch. Theo dõi tử vi năm 2023 của tuổi Giáp Dần, con giáp này trong năm không chịu ảnh hưởng của thái tuế, vận trình nhờ thế mà cũng bớt phần xui xẻo, lận đận. Đặc biệt sự xuất hiện thiên quan lại có chính ấn trợ mệnh, giúp cho bản mệnh gặp thêm may mắn. Xem vận trình sự nghiệp tuổi Giáp Dần từ nay tới Tết 2024 âm lịch, về cơ bản con giáp này sẽ gặp được khá nhiều cơ hội để chuyển vận cho mình. Song các cơ hội này không dễ để nắm bắt, cần phải chủ động tìm kiếm và nắm giữ thì mới có lợi cho việc thăng quan tiến chức, tăng chế độ đãi ngộ, đồng thời nhận được sự ưu ái và nâng đỡ của cấp trên. Điểm đặc biệt trong thời gian này là bản mệnh làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, có thể thoải mái thực hiện kế hoạch nhảy việc hay điều chuyển vị trí thích hợp, có được mức lương thưởng và đãi ngộ tốt hơn. Cục diện tam hợp xuất hiện giúp nâng đỡ vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Giáp Dần càng thêm hanh thông, mệnh chủ sẽ thấy mọi thứ đều dễ dàng thuận lợi trông thấy. Khi bạn làm gì cũng đều có kết quả nhất định, theo đà may mắn đang sẵn có bản mệnh có sự hứng khởi và năng lượng tràn đầy. Để theo đuổi mục tiêu, đây là thời điểm tốt nhất để tuổi này nắm bắt thời cơ củng cố vị trí đang có, tiến những bước xa hơn trên chặng đường công danh. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp, mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn, sự phối hợp ăn ý giữa mọi người, giúp những vấn đề khó khăn trước đó được giải quyết trong thời gian sớm hơn, đỡ tốn công, tốn sức so với khi bạn phải làm một mình. Sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn, vậy nên thường ngày đừng quên chăm sóc cho những kết nối xã giao của mình. Dù đối phương không giúp được bạn về mặt vật chất hay nâng đỡ bạn trong công việc cụ thể, nhưng cũng sẽ mang tới cho bạn sự ủng hộ cần thiết. Tất nhiên, bạn cũng không nên quá ỷ lại vào người khác, mà phải tự mình hành động, chăm chỉ nỗ lực thì mới đạt được kết quả đúng như ý nguyện. Hơn nữa, khi được phân công phụ trách những nhiệm vụ khó,
Bạn đừng vội từ chối, hãy tin tưởng vào bản thân mình và mạnh dạn thử sức. Có thể bạn sẽ phát hiện ra điểm mạnh mới của mình và tìm ra hướng phát triển mới mẻ trong tương lai. Quý nhân xuất hiện cũng giúp bạn thêm tự tin và trao thêm cho bạn nhiều cơ hội và may mắn để khẳng định bản thân. Nếu nhanh chóng nắm bắt thì cơ hội thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay bạn đây nhé. Lâm quan và dịch mã cũng khuyên bạn càng chăm chỉ, cần cù bao nhiêu thì công việc của bạn lại càng gặt hái được thành tích cao bấy nhiêu. Tuy nhiên bạn cũng không nên coi nhẹ sức ảnh hưởng của hung tinh ngũ quỷ xuất hiện, có thể những thành công liên tiếp đến với bạn đã khiến cho kẻ tiểu nhân ngứa mắt, tìm cách hãm hại hoặc cướp công lao của bạn. Bản mệnh nên cẩn trọng hơn trong công việc, dù đạt thành công cũng chớ nên kiêu ngạo, lơ là, hãy thật nghiêm túc làm việc, chú ý lắng nghe và hành xử khiêm tốn để được lòng mọi người xung quanh Giáp Dần nhé. Xét về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi từ nay tới Tết 2024 âm lịch của 12 con giáp cho biết, tài lộc của tuổi Giáp Dần vượng phát bất ngờ. Cục diện tam hợp mang tới cho bạn nhiều may mắn về tiền bạc, cả nghề tay phải lẫn nghề tay trái đều đem lại thu nhập khả quan, nhưng chính tài vẫn có xu hướng nhỉnh hơn. Được sự tương trợ của các tinh, công việc trên đà tiến triển mạnh mẽ, đảm bảo cho con giáp này nguồn thu nhập rủng rỉnh, bên cạnh khoản lương cứng, với biểu hiện xuất sắc của mình, Giáp Dần còn có thể nhận được các khoản phụ cấp, đãi ngộ, lương thưởng về trách nhiệm. Đặc biệt, việc ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, bạn được dự báo sẽ thu về khoản chia doanh số không nhỏ. Việc kinh doanh, buôn bán của người làm tự do, kinh doanh cũng suôn sẻ thuận lợi, tiền bạc cứ ùn ùn đổ về túi không ngừng. Đặc biệt có tam hợp ghé thăm, mang đến nhiều cơ hội kinh doanh, hợp tác làm ăn. Chỉ là bạn có đủ nhạy bén để nắm bắt hay không thôi. Nếu đang có ý định kinh doanh hay mở rộng công việc làm ăn, bạn có thể mạnh dạn tiến hành ở thời điểm này. Tỷ lệ thành công khá cao đấy. Vốn dĩ Giáp Dần luôn khéo léo trong các mối quan hệ xã giao và bạn cũng đã xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn làm quen với những đối tác triển vọng, mạnh dạn ký kết hợp đồng hoặc mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Tất nhiên, để kiếm được đồng tiền về túi, bạn sẽ phải trải qua không ít vất vả. Hãy nhắc nhở, cổ vũ bản thân mình không ngừng tiến lên, đừng bỏ cuộc giữa chừng, thì thành công ắt sẽ tới. Khi gặp phải khó khăn, bạn có thể tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh, bởi ai cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn thôi. Nguyệt lệnh trưng sinh khuyên bạn khi có một túi tiền rủng rỉnh, bạn nên chú trọng hơn đến chuyện làm việc thiện, quyên góp, giúp đỡ mọi người xung quanh, không chỉ khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ hơn, mà có thể còn giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai. Người được bạn giúp đỡ vào thời điểm này có thể trở thành quý nhân của bạn trong tương lai đấy. Tuy nhiên, dù việc làm ăn có tiến triển thuận lợi thế nào đi nữa, bạn cũng nên chú ý tới tác động của ngũ quỷ. Kẻ tiểu nhân vẫn luôn rình rập, lợi dụng lúc bạn sơ hở để bày ra những âm mưu khiến bạn hao tài tốn của. Con giáp này hãy luôn kiểm chứng thông tin rõ ràng trước khi đưa ra quyết định đầu tư, đồng thời chớ cả tin nghe theo lời rủ rê của những người không quen biết. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Xem tử vi thời điểm cuối năm 2023 âm lịch, nhờ có tả phù giúp đỡ, gia tăng thêm phần tốt, chống đỡ lại các hung tinh mang tới điểm xui xẻo, nên vận trình tình cảm của người tuổi Giáp Dần càng trở nên êm ấm hơn bao giờ hết. Thời điểm này, các cặp vợ chồng từng có những căng thẳng, mâu thuẫn, cảm thấy xa cách thì nay có cơ hội hàn gắn khi họ ngồi bên nhau trò chuyện và góp ý cho nhau với thái độ cầu tiến, họ càng cảm thấy trân trọng hơn nữa tình cảm mà đối phương đang dành cho mình. Nhìn chung, vận trình tình cảm của con giáp tuổi Giáp Dần lúc này không có gì đáng lo ngại cả. Nếu bạn đã xem đây là vấn đề ưu tiên của mình bên cạnh sức khỏe, thì không có lý gì mà đời sống tình cảm không vui vẻ cả. Ngũ hành tương sinh giúp cho người độc thân tin tưởng vào tình cảm tốt đẹp sẽ đến với mình. Khi nhìn thấy những người xung quanh đang sống trong hạnh phúc, thời điểm này, mặt tình cảm của các cặp đôi cũng rất thăng hoa, thậm chí còn có những kế hoạch xa hơn cho tương lai của cả hai. Về phương diện sức khỏe, sự xuất hiện của thiên nguyệt hung tinh mang điềm báo về suy nhược cả thể chất và tinh thần của người tuổi Giáp Dần. Hung tinh này khiến tâm tính của bản mệnh có nhiều thay đổi, suy nghĩ cứng nhắc nên tự chuốc lấy muộn phiền do mình tạo ra. Tâm trạng của bản mệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sức khỏe. Mọi chuyện vốn rất đơn giản, nhưng do bạn tự làm phức tạp hóa vấn đề, tự mình làm cho mình ưu tư muộn phiền, chứ không phải ai khác. Vì thế, đừng quên tìm cách đối phó tốt với những cảm xúc phát sinh mỗi ngày. Nếu không sớm khắc phục, bạn có thể gặp những trục trặc về thể chất, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đón Tết. Ngoài ra, trong thời gian này có nhiều tiệc tùng, gan và thận đều trong tình trạng bị quá tải. Bạn nên để ý đến việc ăn uống, hạn chế sử dụng đồ uống có cồn. Theo phong thủy phi tinh tháng này, Tam Bích bay về phương Bắc dự báo trong nhà có người di chuyển,
hoặc đi công tác xa nhà, việc di chuyển thường xuyên có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Bạn có thể chuẩn bị một số loại thuốc cần phải có đề phòng khi cần nhé. Khi đi xa, điều lưu ý trong tháng này đó là chớ nên ăn những đồ ăn lạ kẻo dễ bị đau bụng hay ngộ độc. Hãy ưu tiên mang theo đồ ăn khô như bánh mì, lương khô, từ nhà đi sẽ đảm bảo an toàn hơn cho bản mệnh. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận của tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. 1. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 11 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, sang tháng Giáp Tý, tuổi Giáp Dần được Nguyệt lệnh ủng hộ, bộ ba cát tinh tả phù, Nguyệt mã và Thiên vu cát thần hiệp lực hỗ trợ. Công việc trên đà thuận lợi, có dấu hiệu thăng tiến rõ ràng, cần chủ động nắm bắt. Có điều, trong tháng cả quý nhân vận và tiểu nhân vận đều vượng, bản mệnh nên thận trọng và khéo léo khi hành xử, xã giao để được lòng cấp trên mà vẫn không bị tiểu nhân quấy nhiễu, tài lộc vẫn duy trì ở mức ổn định. Tuy nhiên trong tháng phát sinh nhiều khoản chi tiêu, cần tiết chế mua sắm, tránh bị hao tài tốn của vì những thứ không đâu. Về phương diện sức khỏe, tuổi Giáp Dần tất bật làm việc, ăn uống không đúng bữa, lại thường xuyên được mời tiệc tùng, khiến cân nặng có xu hướng tăng nhẹ. Thêm vào đó là sự mệt mỏi, thường xuyên thèm ngủ, tất cả đều gây bất lợi cho sức khỏe, cần điều chỉnh lại càng sớm càng tốt. Chuyện tình cảm không vấn đề gì to tát, có chăng chỉ là đôi chút giận hờn, chưa thành cãi vã, chỉ cần bạn khéo léo dỗ dành đối phương, mọi chuyện sẽ chuyển hướng tốt đẹp. Quý nhân, ngọ, tuất, tiểu nhân, hợi, thân, màu sắc cát tường, trắng, đen. 2. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, trong tháng 12 âm lịch. Trong tháng 12 năm 2023 âm lịch, người tuổi Giáp Dần đón vận đào hoa cực vượng, nhờ có các tin chủ nhân duyên chiếu mệnh, tháng này thích hợp để người độc thân tính chuyện yêu đương, hay các cặp đôi chuẩn bị kết hôn, những người đã lập gia đình, cần chú ý phương diện xã giao, kẻo đào hoa vượng, sẽ dễ dẫn đến những hiểu nhầm đe dọa hạnh phúc. Dường như tháng này bạn khá bận rộn và dễ ăn nói đụng chạm, nên khi làm việc gì cũng cần tính toán kỹ lưỡng, chú ý cách ứng xử, thay vì nóng nảy thì nên mềm mỏng một chút để tránh chuyện thị phi và có được quan hệ tốt với mọi người. Ngoài ra, bạn nên có sự linh hoạt hơn, tránh bảo thủ khi xử lý mọi việc để không tạo cơ hội cho tiểu nhân ném đá giấu tay. Nhìn chung sự nghiệp tuy gặp một số trở ngại, nhưng nếu cẩn trọng, dành nhiều tâm huyết thì vẫn gặt hái được thành quả nhất định. Tài lộc có tài tinh soi rọi nên có chuyển biến tốt, chính tài dồi dào, nguồn thu nhập chính tăng. Một số thu nhập ngoài luồng cũng khả quan, cần có cách quản lý tài chính chặt chẽ và khoa học hơn để tính chuyện tích lũy lâu dài. Trong tháng cận Tết, bạn cũng phải đề phòng mất trộm hoặc bị lừa đảo. Tháng này tâm tính người tuổi này có thay đổi nhiều, suy nghĩ trở nên khá cứng nhắc, tình trạng căng thẳng, mệt mỏi kéo dài sẽ ảnh hưởng xấu tới cả sức khỏe và cuộc sống. Trong tháng có nhiều tiệc tùng, bạn cũng nên để ý đến việc ăn uống, hạn chế sử dụng đồ uống có cồn. Quý nhân, thìn, ngọ, tiểu nhân, thân, hợi, màu sắc cát tường, xanh nước biển, xanh rêu. Quý vị thân mến, cuối năm rồi nếu hay gặp xui quẩy, xui xẻo thì hãy chọn cách xả xui phù hợp nhất cho mình và gia đình hiệu quả, giúp cả nhà nhiều may mắn cho năm mới. Hôm nay thầy Phong Thủy sẽ chỉ cho bạn mẹo xả xui cuối năm cực kỳ đơn giản lại hiệu quả, đón một năm mới tưng bừng, bạn sẽ tẩy sạch mọi xui xẻo trong năm cũ nhờ những cách sau. Thưa quý cô bác tuổi Giáp Dần 1974, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi, và để có một năm mới thuận lợi may mắn, quý cô bác cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta, khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Giáp Dần nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Giáp Dần, đồng thời ngũ hành, thiên can, địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Giáp Dần nên tránh mời những người đang có tang đến sông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024,
tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được. Gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Giáp Dần trong năm Giáp Thìn 2024 là Kỷ Hợi 1959, tốt, Nhâm Tý 1972, tốt, Nhâm Ngọ 2002, tốt, Tân Dậu 1981, khá, Kỷ Tỵ 1989, khá, Kỷ Dậu 1969, khá, Tân Mão 1951, khá, Mậu Tuất 1958, trung bình, Giáp Ngọ 1954, trung bình, Canh Dần 1950, trung bình. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Giáp Dần trong năm Giáp Thìn 2024 là Mậu Tý 1948, xấu, Giáp Thân 1944, xấu, Bính Thân 1956, xấu, Canh Tuất 1970, xấu, Mậu Thân 1968, xấu, Giáp Dần 1974, xấu, Đinh Tỵ 1977, xấu, Mậu Ngọ 1978, xấu, Nhâm Tuất 1982, xấu, Bính Dần 1986, xấu. Bản mệnh Giáp Dần nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ sông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để sông đất, sông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay sông đất, sông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi sông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi sông đất hoặc nhờ người tới sông đất nhà mình cô bác nhé. Chuyên gia phong thủy đã hướng dẫn cách xả xui cuối năm, đón cát khí cho năm mới. Thứ nhất, dùng muối đón vận may vào nhà. Muối có tính mặn, dân gian xưa hay dùng có thể xua đuổi tà ma, trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình. Cách xả xui bằng muối thực hiện như sau, cho muối biển vào nồi hoặc chảo, rồi đổ cồn xâm xấp mặt muối, châm lửa đốt và chờ cồn cháy hết thì cho phần muối được đốt cháy vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi là xong. Lưu ý, đốt cồn muối cần đóng cửa để tránh gió thổi vào mà làm tắt, xông nhà bằng muối xong hãy mở cửa ra để ngôi nhà đón nhận những năng lượng mới, tích cực hơn. Đơn giản hơn là rác muối biển vào từng góc nhà, trước sân, trước cửa để xua đuổi tà ma và đón vận may cho mình và gia đình. Hoặc muốn kết thúc chuỗi ngày đen đủi, xui xẻo, bạn có thể cầm một nắm muối sau đó ném qua vai trái của mình. Lưu ý là phải ném qua vai trái nhé, bởi nếu lỡ ném qua vai phải thì bị cho là xui xẻo còn tăng thêm gấp đôi nữa đấy. Theo chuyên gia phong thủy, ông bà từ xa xưa đã có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, muối là muối ăn hay muối sống, và vôi là vôi sống. Theo ngày xưa, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng. Muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu,
Do đó người ta thường hay rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Tục sám muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các mối quan hệ cuộc sống. Thứ hai, dọn nhà, tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà. Một ngôi nhà bừa bộn với mùi hôi, khó chịu, tanh tưởi, ẩm mốc sẽ khiến không gian trong nhà trở nên bí bách và mang năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận. Cách đơn giản bạn có thể thực hiện là dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa chút bỏ những điều không may mắn, chút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn. Có thể dùng các loại tinh dầu thiên nhiên để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong nhà, hay dùng bột tẩy uế giúp thay đổi trường khí và mang lại cát lành may mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà, hoặc dùng hoa tươi, nến thơm hay tinh dầu thơm để xua đi mùi xú uế, cải thiện không gian sống, lưu giữ hương thơm giúp ngôi nhà dễ chịu, thư thái, đổi vận đón tài lộc vào nhà. Đốt trầm là cách nhiều người dùng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà, nên chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài, tốt nhất là trầm hương để xông nhà, giúp loại bỏ những điều không may, xui xẻo, trừ tà khí và tăng cường năng lượng dương cho không gian sống. Quan trọng là chọn mua được loại trầm chuẩn, chất lượng, tránh mua loại trầm có tẩm hóa chất độc hại. Có nhiều loại trầm hương khác nhau nên cách xông trầm cũng có khác. Với trầm hương bột, cho bột trầm hương vào lò đốt trầm bằng điện để khói lan tỏa ra khắp phòng. Với nụ trầm hương, đốt nụ trầm hương trên đĩa và để khói tự lan ra. Với trầm hương mảnh, cho trầm hương vào khay đốt chuyên dụng, sau đó bê đi quanh nhà để khói trầm hương có thể lan tỏa ra khắp không gian sống. Xả xui bằng cách tắm nước lá mùi già. Có lẽ chúng ta đều biết đến phong tục tắm lá mùi già vào chiều 30 Tết. Đây là phong tục vô cùng đẹp đẽ của người Việt mình vào dịp cuối năm, không chỉ mang ý nghĩa sâu sắc về văn hóa, tâm linh, ngày Tết mà tắm nước lá mùi già còn rất có ích cho sức khỏe của con người. Đây được ví như tục tẩy trần đêm tất niên. Những người lớn tuổi trong nhà thường nhắc nhở con cháu mua lá mùi già về đun nước tắm vào ngày cuối cùng của năm cũ. Cây mùi mà dùng để nấu nước tắm phải là loại mùi già đã trổ hoa kết trái, thân cây đã chuyển từ màu xanh non sang xanh đậm hoặc nâu tía, khi nấu lên có mùi thơm nồng, cay cay, rất đặc biệt. Người xưa quan niệm rằng, việc tắm nước lá mùi già vào ngày cuối năm cũ là để xua đuổi những điều không may trong suốt một năm qua và để đón thêm niềm vui, điều may mắn trong năm mới. Không những thế, nước lá mùi rất thích hợp đối với những người bị suy nhược thần kinh, trầm cảm, đau nhức nửa đầu, căng thẳng. Ai đang gặp những bệnh trên thì cuối năm nên tắm nước lá mùi già để đón năm mới trong sự nhẹ nhõm, khỏe khoắn nhé. Tuy nhiên, một lưu ý quan trọng cho chúng ta khi tắm nước lá mùi già cuối năm đó là không cho những người mắc bệnh về đường hô hấp, trẻ nhỏ và người bị viêm da tắm loại nước này vì rất dễ gây ra kích ứng. Xả xui bằng ngải cứu. Dân gian cho rằng lá ngải cứu có thể giải trừ mọi tai ương, xui xẻo trong năm cũ cho gia chủ, đuổi ma quỷ trong nhà, khiến chúng không thể nào ám được gia chủ. Việc xả xui bằng ngải cứu theo mẹo xả xui cuối năm vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần treo lá ngải cứu ở cửa nhà hoặc ở trong phòng, nó sẽ giúp gia đình bạn xua đi những điều không may mắn, tai ương trong năm cũ để chỗ chào đón những điều tốt lành đến nhà trong năm mới. Trước đây không chỉ dịp Tết Nguyên Đán, mà cứ vào dịp Tết Đoan Ngọ giết sâu bọ, mỗi gia đình thường treo lá ngải cứu trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, loại trừ những gì không may mắn. Quý vị thân mến, những lời Phật dạy cách gieo trồng phước đức sau đây đều là những thứ nằm trong khả năng của tất cả chúng sinh, chỉ là ta có thực sự lưu tâm để thực hiện nó thường xuyên mỗi ngày hay không mà thôi. 1. Cung phụng mẹ cha. Cuộc sống bộn bề với nhiều lo toan, nên không phải ai cũng có nhiều thời gian để ở bên chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già, thế nhưng cũng không có nghĩa là bỏ bê luôn cả việc này. Việc thể hiện sự hiếu thuận cũng là một trong những điều Phật dạy cách gieo trồng phước đức mà ai ai cũng phải lưu tâm. Thời Phật còn tại thế, có một vị chư thiên đến hỏi, bạch Đức Thế Tôn, làm sao để có được vận may? Phật đáp, phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng. Đúng là việc báo hiếu cho cha mẹ không phải là việc dễ dàng, nhưng con cái nhất định phải cố gắng thực hiện bằng những cách khác nhau, tùy theo điều kiện của mình. Ví dụ, như con ở xa không thể lo cho họ từng bữa ăn, giấc ngủ, thì cũng phải biết thi thoảng gửi quà về và thường xuyên thăm hỏi sức khỏe bố mẹ. Đừng kiếm cớ rằng mình bận mà không có chút thời gian để gọi điện. Lời Phật dạy về báo hiếu cha mẹ, vận may tối thượng ở ngay chữ hiếu. Nghe lời Phật dạy về báo hiếu cha mẹ, để bạn chợt nhận ra rằng, chẳng cần phải đi cầu may ở đâu xa cả, chỉ cần báo hiếu cho đấng sinh thành của mình là đủ. 2. Sống trong môi trường tốt. Có nhiều người quá tự tin nghĩ rằng, chỉ cần mình sống tốt là được,
không để tâm lắm tới môi trường xung quanh. Thế nhưng người xưa từ lâu đã lưu tâm tới điều này, và điển hình là tấm gương mẹ Mạnh Tử, ba lần chuyển nhà vì con, và hơn ai hết bà biết rằng môi trường để cho con trưởng thành vô cùng quan trọng. Nếu được môi trường học tập, làm việc tốt, quả là việc đáng mừng, vì đó là cơ hội để ta có thể gieo trồng phước đức. Sự thật là nếu không may ta rơi vào môi trường xấu, chốn công sở lắm thị phi, toàn gieo rắc tư tưởng độc hại, thì lâu dần ta cũng có suy nghĩ hành động giống những kẻ xung quanh và làm tổn hại tới người khác, nhưng vẫn tưởng là mình đúng. 3. Lánh xa kẻ xấu ác. Những kẻ xấu thì nhất định không nên giao lưu, huống gì là nghĩ tới việc thân thiết với họ. Thế nên không chỉ đối tác làm ăn, mà bạn bè cũng phải được chọn lựa cẩn thận, nhất là khi nhận ra sự xấu xa của họ thì phải tìm cách tránh xa. Lời Phật dạy về cách chọn bạn, kết được bạn tốt đời nở hoa, gặp bạn xấu đời là bể khổ, vì theo bạn xấu thì cuộc đời ta tối tăm. Ngược lại, nếu được ở cạnh bạn tốt thì ta cũng được học hỏi, thay đổi cuộc sống tích cực hơn, và đó chính là phước đức mà ta có được. Nhưng thực tế trong cuộc sống không phải ai cũng biết chọn bạn mà chơi, vì con người khó lường, thật giả xấu tốt lẫn lộn, ta phải đủ thông tuệ mới biết ai thực lòng, còn ai gian dối với ta. Thậm chí có những người đã phải trả giá bằng tiền bạc, bằng thời gian, mới nhận ra ai là người nên tránh xa. Việc này cũng cần có được sự tu dưỡng nhất định, mới giỏi nhận định vấn đề. 4. Sống vui vẻ bố thí. Trong cuộc sống này, chúng ta chẳng thể nào sống đơn lẻ, muôn loài phải dựa vào nhau mà sống. Vì thế hãy sẵn lòng bố thí, giúp đỡ, cho đi bằng tâm vô tư, thoải mái, vì đó không chỉ lợi cho người, mà còn lợi cho cái tâm của mình. Luôn tâm niệm trong cuộc sống này ta phải tìm cách để bố thí cho mọi người, tùy vào sức của mình. Không phải chỉ người có tiền bạc mới có thể đi bố thí, còn người nghèo thì không, ai cũng có cách riêng phù hợp với mình. Ví dụ, khi không có nhiều tiền thì ta vẫn có thể bố thí lời hay ý đẹp, một lời động viên, một kiến thức mà ta đã biết. 5. Tránh làm điều ác. Theo luật nhân quả, khi một kẻ làm điều ác thì gieo nhân xấu chỉ làm tổn phước, chứ làm gì mong có được thêm phước lộc may mắn cho mình. Vì thế nhất định phải tự dặn mình tránh xa những thói hư tật xấu như nghiện ngập, rượu chè bê tha, vì chúng là tác nhân khiến ta mất đi khả năng kiểm soát thân và tâm của mình, dễ rơi vào con đường phạm tội lúc nào không hay. Đã có những chuyện như hai người bạn thân ngồi nhậu say sưa với nhau, nhưng đến khi có một lời phật lòng, trong lúc thiếu kiểm soát, rượu điều khiển, nên họ đã gây ra án mạng cực kỳ thương tâm. Do đó, để tránh làm điều ác chỉ bằng việc phòng ngừa những tác nhân có thể gây ra cái ác đó trước tiên. 6. Kiên trì phục thiện. Không chỉ tránh xa điều ác, mà chúng ta còn cần phải làm những việc thiện, việc lành để gia tăng phúc báu của mình. Thế nhưng việc nào mới là thiện, việc nào mới là ác thì không phải ai cũng sáng tỏ. Do đó, ta cần tìm gặp những người hiểu biết, những bậc thánh hiền để đi theo học hỏi, tránh lầm đường lạc lối. Hầu hết chúng ta chưa đủ trải nghiệm để hiểu đâu là con đường đúng đắn mà đi theo, nên không ít người dù có ý định tốt nhưng lại đi sai đường, dễ bị tà đạo dẫn dụ. Do đó, việc may mắn có được người tốt chỉ đường để ta hành thiện cũng là do duyên lành mang tới, nhờ đó mà ta mới có thể tích đức, có thêm phước lộc trong cuộc sống này. 7. Khiêm cung lễ độ. Ở trên đời, đừng vội tự tin rằng mình hay, mình biết hết, cái gì cũng giỏi, cái gì cũng tinh thông. Với thái độ ấy thì ta chẳng thể học hỏi được thêm điều gì, thực ra ta cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết bầu trời bằng miệng giếng mà thôi. Cho đến khi thoát khỏi cái giếng đó, ta mới hay bầu trời rộng lớn, mênh mông biết nhường nào. Vì thế, dù ta đang ở đâu, có vị trí như thế nào, cũng phải có thái độ khiêm tốn, biết kính trên nhường dưới, không ngừng học hỏi mỗi ngày nhằm mở mang kiến thức của mình. Có thể ban đầu ta biết ít thì chỉ nổi tiếng trong cái ao làng, nhưng khi ta mở mang kiến thức thì được nổi tiếng xóm trên, xóm dưới. Đó chính là phước đức mà ta có được nhờ thái độ khiêm cung lễ độ và không ngừng học tập mà nên. 8. Không gây mâu thuẫn. Làm việc cùng mọi người luôn có thể xảy ra xung đột về ý tưởng lợi ích. Vậy ta nên làm gì để không ảnh hưởng tới phúc báu của mình về sau? Theo những lời Phật dạy, người biết tạo ra phước đức lớn cho mình là khi tương tác làm việc với mọi người, không so đo thiệt hơn, sẵn sàng làm hết mình và luôn giữ được sự an nhiên, bình tĩnh trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu có mâu thuẫn thì cũng biết cách nhún nhường, vì điều quan trọng nhất là dứt được tâm phiền não, chứ không phải cố gắng để chứng tỏ mình thắng, kẻ khác thua. 9. Luôn tỉnh thức. Nhiều người chăm chỉ làm lụng nhiều năm, nhưng chẳng tích lũy được gì, thậm chí còn không nhận ra vấn đề, cho tới khi lớn tuổi vừa mắc bệnh, vừa nghèo khổ, không ai chăm lo lại oán thán trời đất. Thế nên Phật dạy cách gieo trồng phước đức đó là luôn tỉnh thức trong từng việc mình làm, quán chiếu lại thân mình xem việc mình làm có đúng, có sai ở đâu, có gây thiệt hại cho ai không. Thậm chí, dù là làm nghề gì,
giúp đỡ hay bố thí cho ai cũng cần có trí tuệ soi sáng, chứ không phải là làm mọi thứ một cách mù quáng, vì có thể chúng ta giúp nhầm người, gây ra không ít hệ quả xấu, ảnh hưởng tới những người khác. Sự tỉnh thức ở đây còn thể hiện ở chỗ mỗi ngày phải nhìn lại mình, để biết cái mình hay, cái mình dở, biết sám hối những điều vô tình hoặc cố ý mình làm chưa đúng, từ đó tìm cách để sửa đổi bản thân, trở nên tốt lên mỗi ngày, thì khi đó mới mong hậu vận hanh thông, thuận lợi, không phải lo lắng phiền muộn nữa, và đó mới là người hưởng phúc thực sự. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.